Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18 tháng 11 hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden gây sức ép buộc chính quyền Israel chấm dứt các hoạt động quân sự trên dải Gaza. Tôi đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden, với vị thế quốc tế và tầm ảnh hưởng đáng kể của mình, hãy can thiệp ngay lập tức để chính quyền Israel dừng ngay các hành động quân sự này. Hãy ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang diễn ra, bạo lực nhằm vào những người dân vô tội của chúng tôi. Lịch sử sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai phạm những tội ác này. Tôi kêu gọi các bạn hãy cứu trợ những người dân bị bao vây trên dải Gaza. Cuộc chiến này phải dừng lại ngay lập tức, ông Abbas nói. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khẳng định chính quyền Palestine cuối cùng nên là bên quản lý cả dải Gaza và bờ Tây sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kết thúc. Theo Tổng thống Biden, không được dùng vũ lực để di rời người Palestine khỏi Gaza, không được tái chiếm, không bao vây hay phong tỏa, cũng như không được thu hẹp lãnh thổ. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản đối đề xuất của Tổng thống Biden về việc để chính quyền Palestine quản lý dải Gaza. Tôi nghĩ rằng chính quyền Palestine với cơ cấu hiện tại không có khả năng nhận trách nhiệm về Gaza, ông Netanyahu nói trong một cuộc họp báo ở Tel Aviv. Ông Netanyahu từng tuyên bố Israel phải duy trì trách nhiệm quân sự tổng thể ở Gaza trong tương lai gần.